Chào mừng các anh chị và các bạn lại trở lại với Nguyên Lê Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái món rất là độc và lạ. Nghe tên thì hoàn toàn nó không liên quan gì tới cà phê hết, bởi vì cái tên của nó là Cascara Kombucha. Kombucha thì các anh chị có thể là rất nghe rất là nhiều rồi. Kombucha là một sản phẩm trà được lên men. Nó chuyển từ cái dạng trà có đường thành một cái dạng trà có chứa acid acetic, đó là cái quy trình chuyển hóa của nó. Thì mình nghĩ đây là một cái những cái mà phát minh của con người thì nó hết sức tự nhiên thôi, và nó đã ra đời cách đây khoảng 2000 năm ở bên Trung Hoa rồi. Người Trung Hoa rất là thích uống trà, và trà lên men là một cái sản phẩm có thể nói là rất lâu đời rồi, nhưng bây giờ nó mới tiếp cận lại với chúng ta. Còn cascara là gì? Cascara chính là vỏ trái cà phê. Này các anh chị và các bạn ạ, thì sau khi chúng ta thu hoạch cái trái cà phê chín và chúng ta lấy cái vỏ của nó ra, chúng ta chỉ lấy cái nhân để chúng ta sơ chế, nào là honey, nào là wash, rồi cái vỏ thì chúng ta bỏ. Nhưng mà sau này thì mình thấy làm như vậy á thì nó rất là uổng, bởi vì cái vỏ là một cái loại trái cây chín mà mình bỏ như thế thì nó rất là uổng. À, con dơi nó ăn, con chim nó ăn, con chuột nó ăn cái trái chứ nó đâu có ăn cái nhân đâu, đúng không ạ? Thì cái trái đó nó chứa cái gì? Thứ nhất là nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Các anh chị có thể tìm hiểu thêm chất chống oxy hóa là gì, là nó giúp ích cho cơ thể của chúng ta chậm lão hóa, trẻ đẹp da, rất thích hợp cho phụ nữ. Thứ hai nữa là nó có chứa chất caffeine. Khi các anh chị uống vô, caffeine nó tương đối là nhẹ ha, thì nó giúp chúng ta sảng khoái rất là vui vẻ. Và thứ ba, khi nó lên men như vậy á thì nó là giúp cho cái hệ đường ruột, hệ tiêu hóa của chúng ta chứa một cái độ pH nó hơi thấp, thì nó sẽ ức chế sự phát triển của những vi sinh vật có hại trong đường ruột của mình, và từ đó nó làm cho đường ruột của chúng ta khỏe mạnh. Khi các anh chị sử dụng khoảng một tuần thì các anh chị đi ngoài, các anh chị sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Và đặc biệt là uống nó rất ngon và rất là dễ thương, và mang cái tính là giải khát cao nữa. Vị của nó là như thế nào? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu, và mình sẽ hôm nay cùng các anh chị và các bạn sẽ tiến hành làm trà Cascara Kombucha, xem coi thử nó có khó hay không, và tại sao tới bây giờ vẫn chưa nhiều người biết mà chỉ có Vero mới có mà thôi. Rồi chúng ta bắt đầu. Mình sẽ cần là nguyên liệu là nước. Mình sẽ nấu cái nước này lên sôi, và mình cần 1 lít nước trước. Đây là 50g trà quý vị. Quý vị thấy không, 50g mà nó rất là chi là nhiều, mà đếm mình đếm vô số cái trái luôn ở trong đây. Cái vỏ là rất là nhiều, chắc cả ngàn trái. Thật ra thì mình làm cái trà Cascara này rất là rẻ luôn, nó khoảng có 300.000 một ký thôi, thì 50g này nó chạy ra là khoảng 15.000. Nhưng mà thế này, thì mình đang nấu 1 lít nước để cho nó sôi, rồi lúc đó mình sẽ bỏ cái này vô và mình nấu trà. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có đường cát trắng. Đường cát trắng này thì mình sẽ sử dụng là 1 lít thì mình sử dụng 200g ha quý vị ha. Và đây là kombucha đã thành phẩm. Thường thì chúng ta ngâm ủ như thế là khoảng 1 tuần thì chúng ta có thể bắt đầu uống được. Các anh chị có thể coi được cái lên men của nó. Đây là một cái lớp men mới, một cái lớp men mới. Đây được xem như, nếu mà nói mà đơn giản ngắn gọn cho mọi người biết á, thì nó là giống như con giống vậy thôi. Nó là tập hợp những loại vi sinh vật biến đường thành giấm. Biến đường thành giấm rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ qua một cái bước trung gian nhỏ là biến đường thành rượu mới thành giấm. Cho nên trong sản phẩm này nó vẫn có một chút xíu gì đó là mùi alcohol, nó là mùi rượu. Thì theo tính toán thì nó không quá 0,5%, thì nói chung là nó rất là nhẹ, không đáng kể, rất là nhẹ và không đáng kể. Nhưng mà các anh chị sẽ để ý cái lớp mới của nó rất là tươi, nó rất là tươi mới. Thì ở đây mình sẽ cần một cái con giống này trước để mình nhân bản. Mình đã chuẩn bị ở đây một cái ống này, rất là nhiều con giống ở trong này mình đang chuẩn bị ha. Rồi mình sẽ tiến hành lấy nó ra. Người ta gọi cái con này là scoby. Và nó
nó như thế này, để mình lấy ra cho các anh chị và các bạn xem luôn nha. Đây là cái con scoby các quý vị các anh chị ạ. À, đây nó ra rất là nhiều lớp, nó ra rất là nhiều lớp như thế này. Và trên thị trường thì người ta sẽ bán là theo gam thì phải, ví dụ một con như vậy là khoảng 50.000, 70.000 tùy theo cái trọng lượng. Thì khi mình rất là cần cái con này, cái con giống này để về mình làm cái đầu tiên, để làm cái sự khởi động lên men cho nó, phải cần ha. Vì nếu chúng ta không có thì nó sẽ bị hư cái trà của chúng ta ngay, và cái này rất là cần thiết. À, một điểm rất là lưu ý như thế này các anh chị các bạn, thì ở mình á thì mình đã thuần cái con này trên cái nền trà cascara rồi, cho nên là nó rất là dễ sống trong món trà cascara. Nếu như mình thay đổi trà, có thể cái con này nó sẽ phải chịu không được và nó sẽ chậm phát triển, nó chết, hoặc là cái trà cũng chúng ta bị thiêu. Cho nên đó là khi các anh chị mua cái con này về mà ở trên thị trường, có thể nó sẽ không sống được khi các anh chị thay đổi nền trà. Cho nên đó các anh chị phải kiếm được cái chỗ uy tín và hỏi người ta là cái con này nó sống trên nền trà gì. Có người thì chích trà đen, có người trà đen là trà như thế này, hoặc là có người thì chích trà ô long, hoặc là trà xanh. Thì mỗi cái nó mỗi vị khác nhau, mà mình thì thích cascara, cho nên mình đã nuôi cái con này thuần thục trên nền cascara rồi. Nếu mà chúng ta lấy mà cái con trà khác mà nuôi cascara thì mình sợ nó sẽ khó sống. Nhưng mà mới bí kíp nó nằm ở đây nè các anh chị và các bạn. Ban đầu tiên khi chúng ta về thì chúng ta sẽ làm cái trà của chúng ta nó nhạt thôi, để cho nó không có cái vị trà nó nhạt thôi, chứ đừng có làm đậm đặc giống như mình đang hướng dẫn các anh chị và các bạn. Có nghĩa là thay vì là mình dùng 1 lít nước sôi mình nấu 50 gram trà, và lát hồi mình sẽ cho một lít nữa là nó thành 2 lít để trong cái nồng độ nó loãng ra, thì các anh chị có thể pha loãng gấp đôi cái lượng của mình như vậy. Có nghĩa là 50 gram trà thì chúng ta cho tới 4 lít nước lận. Nhưng mà thêm một cái đặc điểm lưu ý này nữa là nếu các anh chị quá nhiều nước, quá nhiều trà thì con này nó không đủ để gọi là nó bảo vệ hết cái nguyên cái ống trà như thế này, thì các anh chị làm đầu tiên khoảng nửa lít thôi. Nửa lít thì giống như 400ml đi, 400ml thì các anh chị sử dụng khoảng 5 gram trà này thôi ha. Các anh chị nhớ như vậy. À, bắt đầu chúng ta nước nó sôi rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ cái trà này vô mình nấu. À, mình nấu luôn nghe các anh chị các bạn. Mọi khi á, thì các anh chị thấy mình nấu trà á, thì mình ngâm thôi. Nhưng riêng với cái này mình nấu thì nó mới ra được hết cái chất của trà. Tại vì khi mình ngâm như vậy thì cái hương, những cái hợp chất dễ bay hương của hơi của trà á, nó sẽ không còn nữa đâu. Cho nên mình cứ nấu luôn. Mình nấu luôn ha. Rồi chúng ta bắt đầu. Nước sôi rồi. Bây giờ mình bỏ vô. À, quý vị thì mình bỏ trà vô ha. Bỏ trà vô mình nấu. Rồi đơn giản thôi, mình nấu khoảng cỡ chừng ở dừng 1-2 phút thôi là mình sẽ ngưng nó lại. Rồi nó nóng rồi, rồi mình sẽ tắt đi khoảng 1 phút thôi ha, thơm lắm luôn. Rồi mình đậy nắp lại, mình đậy nắp lại, mình ngâm ủ ở trong này một chút xíu, khoảng cỡ chừng 10 phút để cho cái trà nó nguội xuống là được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái ống thủy tinh để mình làm cái cascara. Tại sao mình lại chuẩn bị một cái ống cao như vậy mà không phải ống bè? Đúng ra các quý vị ạ, à, thì cái to á, nó sẽ tốt hơn là cái ống cao. Các bạn đừng có nên mua cái ống cao như mình, nó không tốt. Nhưng mà vì mình trưng bày ở cái quán cà phê của mình thì mình để vậy cho nó đẹp thôi. Các anh chị và các bạn có thể mua những cái bình to hơn, và nó có cái vòi vặn ở dưới thì nó thích hợp hơn. Tại vì khi nó to như vậy nè thì cái diện tích tiếp xúc của cái con scoby này với cái lượng nước nó sẽ dễ dàng hơn và nó khó hư. Chúng ta mình làm cái ống cao như vậy là không tốt. Theo mình là thật sự là không tốt. Cho nên các bạn ở cái nhân viên ở quán mình là thường xuyên là cứ cầm cái này khoảng nửa ngày hoặc ngày là phải đảo trộn nó lên, lắc lên vậy. Lắc để làm chi? Lắc là để cái con này nè nó chạm với cái nước này, tại vì nó sẽ không đều. À, chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta lắc như vậy để cho nó lên. Còn nếu mà các anh chị mà làm cái ống mà cái bình nó to thì nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Rồi mình sẽ ưu tiên những con mới
Cái con mới là cái con như thế này quý vị. Con mới là cái con nó sẽ nằm ở trên cái mặt lớp trên này nè. Còn cái con cũ là nó sẽ chìm ở xuống dưới. Mình sẽ thích cái con mới hơn bởi vì cái sức sống của nó sẽ cao hơn. Để nhìn nhận cái con mới thì mọi người thấy nó rất là dễ dàng. Nó tươi như thế này. Cái màu nó rất là tươi. Và nó không có những cái xác lợn cợn. Nó không có xác lợn cợn nha. Rồi mình sẽ chọn cái con này. Mình đặt vào đây. Rồi để mình kiếm cho các anh chị cái con ở bên dưới nó sẽ xấu như thế nào. À đây là cái con cũ nè các bạn. À, chúng ta nếu mà chúng ta mua scoby thì chúng ta nên để ý đây là những cái con cũ, cái màu nó sẽ sẫm hơn. Cái màu nó sẽ sẫm hơn, nó sẽ không cảm giác nó sẽ có những cho mình đụng tay luôn nghe, nó sẽ có cái này nè. Cái lớp này là lớp tế bào chết của nó. À, cho nên về á mọi người phải nhớ là khi chúng ta mua những con này về mà nếu nó có cái lớp này á thì chúng ta phải bỏ đi nha. Chúng ta cứ rửa thoải mái, chúng ta rửa thôi. Chúng ta rửa sạch sẽ cho nó. Bởi vì sao? Nó là một lớp tế bào già chết thì cái lớp vi sinh vật này nó chết thì chúng ta cứ việc rửa thôi, không có gì đâu. Đừng có ngại nữa ha, chúng ta rửa bỏ đi. Rồi sau khi mình rửa sạch sẽ thì các anh chị và các bạn sẽ xem là nó sẽ cũng sạch sẽ luôn. Nhưng mà so với cái màu của cái này thì nó sẽ không có trong bằng. Một cái thì màu rất là trong tươi và cái nào này nó hơi cũ. Tuy nhiên nó vẫn xài được, nó vẫn xài được tốt. Nhưng mà mình ưu tiên là mình sẽ sử dụng cái lớp mỏng này để nó tươi hơn. Đó, ở đây thì mình rõ rất là nhiều. Các anh chị thấy nếu mà khi mình nuôi cấy mà nó ra được những cái lớp chặt chẽ như thế này là rất là thành công rồi nè. Rất là sạch sẽ ha. Rất là sạch sẽ. Rồi. Rồi các bạn. Thì đây là cái lớp scoby cũ của mình. Nó rất là nhiều. Nhưng mà có bao nhiêu thì mình sử dụng bấy nhiêu luôn. Hoặc nếu mình sử dụng không hết thì mình sẽ cất vào tô này, mình cất vô tủ lạnh, mình trữ nó lạnh cũng được, tủ mát ha. Hoặc là nếu mà bạn nào cần á thì cứ tới liên hệ với mình cho tặng ít để về thử nghiệm làm cái này. Thật ra cái này nó rất tốt cho sức khỏe, cho nên chúng ta nên sử dụng của nó để làm cái kombucha tại nhà, rất chi phí, rất đơn giản và rất tốt cho sức khỏe luôn. Mọi người cứ tin điều đó đi. Hoặc có thể là lên mạng có thể search thêm về những cái thông tin về kombucha, chúng ta sẽ biết rằng cái hữu ích của nó như thế nào. Nhưng mình thích nhất ở cái kombucha bằng cascara đó chính là cái vị của nó. Cái vị của nó không thể tưởng tượng được. Tại vì nếu như mình nói, mình làm mà mình nói nó ngon á thì mọi người sẽ không tin. Nhưng mà thử đi rồi các bạn, anh chị và các bạn sẽ thấy. Rồi bây giờ mình đã ngâm một thời gian thì mình sẽ thấy nó sẽ lên như thế này. Thơm lắm mọi người ơi. Cái cascara nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Đó, nước nó rất là đậm, 50g thôi mà mình thấy nó rất là đậm. Thì mình khuyên các anh chị và các bạn ha, nếu như mà mua cái con scoby mới á thì đừng có làm đậm như thế này, mình đã nói rồi. Nhưng mà cái con của mình thì có thể làm đậm như thế này được. Rồi mình sẽ chiết nó ra trong cái ống này. Để đó luôn đi coi. Rồi mình sẽ đổ ra cái ống này luôn ha. Rồi nhưng chưa hết đâu nghe mọi người, tại vì nó còn ở đây nhiều lắm. Mình sẽ lấy một lít nước nữa, mình sẽ thêm vào. Rồi mình để đó chút xíu đi, tại vì nếu mình nấu nữa thì nó sẽ rất là chát, cho nên mình chỉ lấy nước 2, mình chỉ làm như vậy thôi. Rồi mình sẽ thêm 400g đường vào đây, bỏ đường vô cho nó tan là được rồi. Tại vì cái con giống này nó sẽ dùng cái đường làm cái nguồn năng lượng để cho nó sống. Rồi chúng ta lắc nhẹ nó lên thì nó sẽ tan cái 400g đường này ra thôi ha. Rất là dễ tan ha, tại vì nước nó đang còn nóng thì nó sẽ rất là dễ tan. Hoặc mọi người có thể bỏ vô một cái gì nó rộng hơn, có thể làm cho nó tan. Rồi phần chuẩn bị nguyên liệu trà nó đã xong. Thì đây là 50g cascara và 2 lít nước.
và 400 gram đường để là nền trà của mình. Và bây giờ nhiệt độ nó có thể là khoảng, theo mình nghĩ nó khoảng 40 độ C, mình rờ nó thấy ấm rồi. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ đợi cho nó nguội một chút xíu nữa rồi chúng ta mới bỏ cái con này vào, bởi vì nó đang nóng như vậy thì mình bỏ vào nó sẽ chết. À, mình lưu ý với các anh bạn một thêm một chi tiết như thế này nữa. Đối với những cái loại sinh vật như thế này là vi sinh vật hiếu khí, và nó cần là cái môi trường hơi axit một chút thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Và đây là một môi trường, thứ nhất là có đường, là có chất dinh dưỡng cho nó rồi. Và thứ hai, nó cần hai thứ nữa. Một, thứ hai là oxy để cho nó lên men. Cho nên lúc lát hồi thì chúng ta sẽ không bịt kín và chúng ta để thoáng để cho nó lên men. Và thứ ba, một cái hay nữa là theo mình thôi, là các anh chị phải làm độ pH của cái này nó giảm xuống một chút. Tại vì nếu mà nó cao như vậy mà con này nó chưa ăn hết thì vi sinh vật có hại có thể nó sẽ phát triển. Và vi sinh vật có hại thì phát triển ở cái độ pH cao, còn vi sinh vật có lợi thường nó sẽ phát triển ở độ pH thấp. Do đó ở trong cái tô lại lúc nãy lại của mình đây, nó còn một chút gọi là cái cặn của cái nước kombucha đã thành phẩm. Và cái nước này thì nó rất là chu, pH của nó khoảng 4, 3,5 hoặc 4. Đây là lượng axit acetic. Thì mình sẽ sử dụng cái này mình bỏ thêm vào để mình giảm cái độ pH của cái này xuống. Và khi mình đưa cái con kombucha nào vào là nó phát triển ngay và nó không cho tạo điều kiện cho cái vi sinh vật có hại phát triển. Đó, đó là bí quyết. Rồi mình cho vô luôn. Nhưng mà các anh chị nhớ nha, là chúng ta phải lọc nó. Tại sao vậy? Mình sẽ giải thích tiếp. Mọi người sẽ có thể thấy ở đây, đây chính là cái xác vi sinh vật nó bị chết, cho nên chúng ta phải lọc nó ra ha, để cho cái nước của chúng ta nó trong. Chúng ta phải lọc nó ra. À, mình sẽ thử cái vị của nó, coi thử nó có phù hợp, nó đủ độ chua hay không. À mọi người ha. Quá tuyệt vời. Như vậy thôi là mình thấy cái độ pH của nó đã có cái độ chua, nó có thể ức chế được cái vi sinh vật không tốt ha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình thấy nó cũng nguội rồi, cũng ổn rồi. Thì mình sẽ cho cái con này vào. Và mình ưu tiên là mình sẽ lấy những cái con mới ha. Con mới đây, chẳng hạn như con này con mới ha, cho nó vào. Rồi mình để đây. Đây là con mới ha. Con mới thì sức sống của nó sẽ rất là cao. Mình sẽ cho nó vào đây. Đây. Rồi mình cho thêm một chút nữa đi. Rồi quý vị, như thế là chúng ta đã xong một cái gọi là sản xuất cái kombucha tại nhà mà rất là hiệu quả. Với chi phí thì thiệt mình nói thì không thể tính được tại vì nó quá rẻ, tính chi nữa. Nhưng mà cái mình có 2 lít kombucha này mà có giá nó khoảng đâu đó khoảng 30.000 thì mình nghĩ nó rất rẻ và rất sạch sẽ và rất thích hợp và rất tốt. Đầu tư cho sức khỏe là cái rất là nên ha, là cái là quan trọng nhất. Rồi các anh chị và các bạn có thể nhìn đây, thì sau khoảng 1 tuần á thì cái lớp kombucha mới nó sẽ mọc lên như thế này. Chúng ta nhìn mà cái màu nó trắng như thế này là chúng ta đã biết nó đã được thành phẩm. Vậy thì làm sao để sử dụng cái này? Mình sẽ lọc nó ra để mình lấy cái sản phẩm này ra. Rồi một điểm lưu ý nữa, sau khi mình chúng ta làm xong như thế này thì các anh chị lấy một cái miếng vải mỏng để che lại. Nhưng mà ở đây thì mình thích xài khẩu trang luôn, mùa dịch mà sẵn có khẩu trang xài luôn cho nó sướng. Khẩu trang mới ha. Rồi nên làm vậy cho nó tiện mà. Còn anh chị nào cảm thấy nó phản cảm quá, nó không được dễ thương, không được đẹp, nhìn nó hơi lúp bịch một chút, thì mình có thể lấy miếng vải bình thường mình quấn, nhưng mà mình thích như vậy cho nó tiện. Nói chung là mình cứ tiện lợi thôi. Rồi đây là một cái sản phẩm nó đã được hình thành. Rồi mùi vị thì sau 1 tuần thì nó đã lên men. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục như vậy mà không lọc ra
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta lọc như vậy, chúng ta không lọc ra thì nó sẽ rất là chua. Cho nên, và vi sinh vật nó đạt tới một độ chua nào đó là nó không phát triển nữa. Nên là mình phải lọc ra. Rồi, mình sẽ làm một cái món mới. À, tạm thời thì mình sẽ lọc sơ qua như vậy thôi các quý vị ạ. Và mình sẽ tiếp tục là mình sẽ lọc sau và mình sẽ thử vị của cái kombucha sau khi một tuần mình sẽ sử dụng mình thành quả của mình sau một tuần như thế nào. À, mọi người có thể thưởng thức của nó nè, nhìn nè. Khi chúng ta đổ vào ha, biết thành công không là nó sẽ nổi cái bọt khí này, cái bọt nhỏ đó là chính là khí CO2. Trong quá trình lên men nó sẽ tiết ra khí CO2 như khí ga như vậy á. Có thể mọi người sẽ không thấy đâu, nhưng mà mình ở đây mình thấy khi mình uống vào. Trời ơi, nó đã gì đâu á. Nó vừa mang tính giải khát mà nó ngon, mà nó thơm mùi mật ong, nó thơm mùi trái dạng như trái táo tàu vậy đó. Ngon lắm. Vị chua rất là thanh thoát. Rồi chúng ta sẽ lọc cái này hết. Chúng ta sẽ phải lọc cái này hết. Và chúng ta sẽ cất chữ đóng chai như thế này. Chúng ta sẽ cất chữ đóng chai như thế này. Và chúng ta cất vào tủ lạnh, chúng ta xài dần dần. Không có sao. Ở khi chúng ta làm ra như vậy rồi thì độ chua nó sẽ ổn định và không còn chua nữa. Sau một tuần thì các anh chị cứ lọc ra đóng chai và chúng ta chăm một cái trà mới. Và chúng ta có thể làm như mình đây. Có 3-4 ống như thế, mình sẽ thay phiên nhau hàng tuần để mình sử dụng cho cả gia đình của mình. Rồi, hy vọng là các anh chị và các bạn thích cái tip này, bởi vì nó mang lại cho các anh chị và các bạn một cái sức khỏe thực sự luôn. Thứ hai nữa là nó mang lại một cái giá trị giải khát và cả một cái giá trị tinh tế về cái cảm thụ, cái thưởng thức nữa. Video có vẻ là hơi dài, nhưng hy vọng các anh chị, vì mình muốn giới thiệu làm cho chu đáo cho nên mọi người chịu khó coi dõi, theo dõi cho tới tận cùng ha. Rồi chúc các anh chị và các bạn một ngày thật vui vẻ, và đừng quên những like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19:35 hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.